hồ huyền thoại Casio Amalfit. Đây, Amalfit Neo huyền thoại Casio, đồng hồ thông minh hơn đồng hồ Casio. Nó có thể là thông báo cuộc gọi, tin nhắn và sạc pin. Cái này là xài sạc pin nha mọi người. Giờ mình sẽ mở hộp ra cho mọi người xem bên trong. Giá rẻ, giá mềm rất rẻ. Mình mới vừa đặt hàng trên Lazada. Đây ở phía sau Martin China. Amalfit Neo. Mở ra đây, đây. Ở đây nó có đồ khui ra cho mình luôn. Mình kéo ra tiện luôn. Nguyên hộ Casio giá rẻ đến từ thương hiệu Amalfit. Cái này là sạc quá. À trời, nguyên cái cuốn sách, nguyên cuốn sách hướng dẫn gì cui luôn. Trời, nguyên cuốn sách ai đâu mà đọc cho nổi. Rồi bên trong em nói đây. Vậy đây bên trong em nói này, mình phải kết nối app, mình mới mở màn hình lên nha mọi người. Mình phải tải app trên Google Play và điện thoại Android thì Google Play, điện thoại iPhone thì iOS. Mình phải cài đặt app mới kích hoạt Amalfit Neo điện thoại Casio, giống Casio mà nó thông minh hơn điện thoại Casio. Đây sản phẩm của chúng ta quá đẹp, còn trong bọc mới thơm quá, không mùi máy quá. Còn cái này là sạc, sạc tháo ra làm sao đây. À, sạc tháo ra đây, nó có cái đầu tháo. Đây, sạc của chúng ta. Cái này nó điện thoại, ủa đồng hồ này nó thông minh hơn luôn, mùi máy luôn, nó thông minh hơn Casio nhiều. Mà nó giống điện thoại Casio. Đây là cái đế sạc. Đây đầu USB. Máy tổng hợp của chúng ta chỉ có sạc vào cái máy thôi. Sạc, cắp sạc đi. Máy. Đây là chiếc điện thoại Casio của chúng ta, nhỏ gọn. Đây mình lấy ra từ đây. Có cái chốt gì mà không thấy. Rồi kéo ra thôi. Trên thử đen. Đây phía sau của cái máy đây. Trời ơi, xem phía sau của máy. Mình sạc thì mình sạc thì mình sẽ ấp như sau đây, ấp dày. Nó có cái khớp này. Mình kêu, ấy vô kêu cái gì là được. Đây là sạc pin. Để mình mở nguồn lên. Và đây mình vừa kích hoạt cái đồng hồ này vừa xong bằng ứng dụng mình vừa tải được trên iOS, ứng dụng Amalfit. Mình sử dụng sơ qua cho mọi người xem những cái nút bấm trên đồng hồ Amalfit huyền thoại Casio, làm giống Casio. Mình cũng vừa kích hoạt là mình cài đặt là dở màn hình lên nó sẽ sáng. Nó cũng không nhạy mấy mọi người ơi. Giờ mình sẽ sử dụng nút bấm cho mọi người tham khảo. Cái nút ở bên đây thì chúng ta sẽ điều khiển qua lại những cái chế độ của máy. Ví dụ mình đang ở cục pin là chế độ 100%. Mình sẽ chuyển đổi bấm nữa là chuyển đổi bước đi.
Cái này là quãng đường bao nhiêu km, cái này là mình tiêu thụ bao nhiêu calo, cái này là cái gì mình tin nhắn cái gì mình không biết, mình cái này là không làm phiền mình tắt, cái này là đồng hồ thời gian chạy đua mình bấm, cái này là báo thức, cái này là bay là cái gì đi, cái này là đo nhịp tim, cái này pin 100%, là lúc này thì úp trên lúc này dưới thì trở lại thôi, chứ lúc trên dưới này nó không khác gì mấy, trở lại trở về trở về. Ở đây mình chọn thì mình bấm cho mình chọn, ví dụ như mình chọn là đo nhịp tim mình bấm vô sẽ đo nhịp tim, rồi nút này là nút bắt ga thôi không có gì hết, tất cả bốn nút đều dễ sử dụng không có gì hết. Lúc này là nút mình bấm mình bắt ga, lúc này là mình pin, này mình bấm qua lại giữa các ứng dụng, ví dụ mình bấm giờ cho mọi người xem, đây mình bấm chạy giờ mình chọn chạy giờ, sau đó mình bắt ga mình tắt đi, mình dừng mình mới bắt ga, nó trở về không không đó, bốn nút nó chỉ có vậy thôi. Nó có mình ngưng kết nối, mình tắt kết nối Bluetooth rồi, mình nên mình không có gọi điện cho mọi người xem được. Nó có thông báo số điện thoại người gọi, nó sẽ hiện chạy lên xung quanh màn hình và nó hiện lên cái cuộc gọi đây, nhớ vậy thôi. Lúc này mình chọn ứng dụng qua lại, ví dụ như mình thích thì mình để pin đi, giờ mình đang 100% pin rồi vậy thôi. Giá rẻ, theo mình thì điện thoại này giá rẻ, xài thì pin thì mình mới dùng nên không biết pin có bờ trâu hay không, thì theo nhà sản xuất thì 28 ngày, mình xài chưa xài đến 28 ngày nên mình chưa có biết, mình chưa có đánh giá cho mọi người xem pin trâu hay không được. Đồng hồ này sạc pin được, nó giờ mình sạc 100%, bấm từ nãy giờ chưa tụt nguồn, ủa chưa tụt 100% nào. Thông báo cuộc gọi giống Casio, giá có vài trăm ngàn mình là mình được cái điện thoại Amazfit, điện thoại thông minh, hơi thông minh rồi chứ không phải là siêu điện thoại thông minh. Đây là mặt sau của Amazfit Neo chống Casio. Theo mình được biết thì có thể hai dây được, hai dây mình hai dây đổi dây khác mình đeo với nó được, trên Lazada bán. Nhìn sơ qua thì đẹp bền, à không, đẹp đẹp mà rẻ, mà không biết có bền hay không mình chưa có biết, pin có trong hay không mình chưa có biết. Cái mình đang sử dụng Mi Band 5, Mi Band 5 là mà khỏi nói là bền, pin trâu. Rồi cảm ơn mọi người đã xem clip, chào mọi người.